Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 75 năm xây dựng và phát triển. Tham luận tại hội thảo, các nhà khoa học làm rõ chặng đường 75 năm xây dựng phát triển 1949-2024, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng, đã đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho hai cuộc kháng chiến của dân tộc, bồi dưỡng cán bộ phục vụ yêu cầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và thời kỳ đổi mới. Từ 2014 đến nay, hệ thống học viện đào tạo bồi dưỡng trên 100.000 cán bộ lãnh đạo quản lý. Đặc biệt, học viện phối hợp tổ chức 12 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn chiến lược Đại hội 12-13 của Đảng, các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng cho cán bộ quy hoạch, ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14, các lớp bồi dưỡng theo chức danh Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, các chương trình trao đổi chuyên đề cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào. Đây là sự đột phá trong công tác đào tạo, khẳng định năng lực, vị thế, uy tín của Học viện. Với thành tích xuất sắc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Ia Kareng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cùng cơ quan công an để điều tra nguyên nhân một bé trai 5 tuổi tử vong, nghi do bạo hành ở cơ sở chăm giữ trẻ khuyết tật. Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9, bà Dương Thị Tùng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, mẹ của cháu Hồ Dương Tuấn Kiệt, 5 tuổi, đến công an phường Ia Kareng trình báo về việc con của bà bị bạo hành tại cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật số 57 phường Trần Nhật Duật trên địa bàn. Lúc này, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh và phát hiện bé Kiệt nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều dấu hiệu nghiêm trọng như ngưng tim, ngừng thở, nhiều vết bầm tím, chảy xước trên cơ thể. Bé Kiệt được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai nhưng đã không qua khỏi, tử vong vào khoảng 15 giờ cùng ngày. Được biết, bé Kiệt bị thiểu năng, không biết nói và đã được gia đình gửi nuôi tại cơ sở nuôi dưỡng tư nhân do bà Phạm Thị Hồng, trú tại phường Ia Kareng, thành phố Pleiku quản lý. Cơ sở này hiện đang chăm sóc 35 trẻ, đã hoạt động từ năm 2011 đến nay nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, 8 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Nam Định tăng 14,34% so với cùng kỳ năm trước, cũng là mức tăng cao nhất từ năm 2019 đến nay. Ngành chế biến chế tạo tăng 14,46%, đóng góp 14,06 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 3,79%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 20,06%. Riêng ngành khai khoáng giảm 26,33%. Một số ngành công nghiệp cấp 2 có chỉ số tăng so với cùng kỳ năm trước. Cùng với sản xuất tăng cao, chỉ số tiêu thụ tồn kho cũng có nhiều tích cực, giảm 9,61% so với cùng kỳ năm trước. Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, ngành đường sắt tổ chức chạy hơn 200 chuyến tàu, vận chuyển được hơn 160.000 hành khách, đạt mức tăng trưởng hơn 2 con số. Cụ thể, công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn đã tổ chức chạy tổng cộng 84 chuyến tàu, bao gồm cả tàu chạy thường xuyên hàng ngày và tàu lập thêm, vận chuyển 63.000 khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội tổ chức chạy 145 chuyến tàu phía Nam, tàu Hải Phòng, Lào Cai, tổng cộng tăng 23 chuyến so với năm 2023, tổng cộng đạt hơn 100.000 hành khách, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2023. Sau 6 năm hoạt động, ứng dụng gọi xe công nghệ Gojek của GoTo Group sẽ chính thức nói lời tạm biệt thị trường Việt Nam vào ngày 16 tháng 9 tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng đang phải vật lộn tìm kiếm lợi nhuận tại các thị trường trọng yếu như Indonesia và Singapore. GoTo cho biết thêm, việc rời thị trường Việt Nam sẽ không gây tổn hại đến tình hình tài chính của tập đoàn mẹ khi đơn vị này chiếm chưa đến 1% tổng giao dịch trong quý 2. Gojek gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2018 với tên gọi GoViet. Đến năm 2020, GoViet hợp nhất ứng dụng và thương hiệu với Gojek rồi hoạt động từ đó đến nay. Trước Việt Nam, Gojek cũng đã từng nói lời chia tay với thị trường Thái Lan vào năm 2021. Sáng nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã tổ chức khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn. Hội chợ đã thu hút 700 nhà lãnh đạo thuộc các tổ chức doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong ngành du lịch đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.
Với chủ đề du lịch bền vững kiến tạo tương lai, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 có gần 480 đơn vị tham gia triển lãm, gian hàng trong nước chiếm 77%, gian hàng nước ngoài chiếm 23%. Hội chợ năm nay thiết lập hơn 10.000 cuộc hẹn thương mại, mỗi cuộc họp đều được sắp xếp dựa trên nhu cầu kinh doanh của các đơn vị, bảo đảm mức độ phù hợp và tối đa hóa kết quả kinh doanh. Hội chợ năm nay còn có các diễn đàn hội thảo tập trung vào chủ đề du lịch bền vững kiến tạo tương lai, trao quyền cho cộng đồng địa phương thông qua du lịch bền vững, ứng dụng AI trong truyền thông quốc tế và du lịch bền vững, để cùng thảo luận tìm các giải pháp, sáng kiến cụ thể hóa mục tiêu, tầm nhìn chiến lược của ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, hướng đến bản sắc phát triển du lịch bền vững. Hội chợ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, hôm nay Báo Nhân dân phối hợp với Công ty Cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam, Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam tổ chức trao 50 suất học bổng tặng 50 học sinh giỏi trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Trong những năm qua, Báo Nhân dân đã cùng với Công ty Cổ phần Văn hóa Đọc và Học, Sàn Văn hóa Đọc và Học Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện. Trong đó có việc tặng học bổng nhằm động viên, hỗ trợ, khuyến khích học sinh là con các gia đình chính sách trên cả nước nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Việc làm này đã thể hiện trách nhiệm xã hội của những người làm báo đảng. Năm học mới năm nay, 50 học sinh được trao học bổng của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên là con các gia đình chính sách, đã có nhiều thành tích trong học tập, nỗ lực vượt khó để học giỏi trong năm học 2023-2024 vừa qua, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Văn hóa Đọc và Học, Sàn Văn hóa Đọc và Học Việt Nam cũng trao tặng nhà trường nhiều đầu sách để bổ sung thư viện của nhà trường, góp phần cổ vũ và lan tỏa văn hóa đọc trong trường học trên cả nước. Nhân dịp năm học mới, Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức chương trình kêu gọi người dân quyên góp những chiếc xe đạp cũ không sử dụng để sửa chữa trang trí tặng các em học sinh vùng sâu vùng xa. Mặc dù thời tiết khá oi bức, thế nhưng từ sáng sớm, mỗi người một việc, người sửa xe, người tranh thủ sơn vẽ, ai nấy đều say sưa với công việc của mình. Họ vui vì được góp một phần công sức nhỏ bé dành tặng cho các em học sinh vùng cao còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những chiếc xe đạp qua mỗi công đoạn như được khoác lên mình chiếc áo mới nhiều màu sắc để chuẩn bị cho một hành trình hoàn toàn mới. Chúng tôi cũng rất may mắn là được rất nhiều những công dân, người dân của phường Trúc Bạch ủng hộ bằng cách là các bác, các chú ra đây sửa những chiếc xe rồi thay thế những bộ phận mà đã hư hỏng, để đảm bảo khi mà chuyển tay đến các em thì vẫn còn dùng tốt. Và cũng rất may mắn là chúng tôi cũng đã phối hợp được với rất nhiều các anh chị sinh viên của các trường đại học mỹ thuật đến để vẽ thật đẹp những chiếc xe. Và rất nhiều người còn xúc động bảo là còn đẹp hơn là những chiếc xe mới mua ở ngoài kia. Và để làm sao để chúng tôi mong muốn là khi mà các em học sinh nhận được những chiếc xe này thì các em sẽ thấy thực sự có một cái niềm vui và có một cái niềm hạnh phúc. Rất nhiều tâm tư, tình cảm của người dân đã được gửi gắm vào những chiếc xe đạp như một lời nhắn nhủ động viên đầy ý nghĩa. Với những người tham gia dự án, mặc dù công việc cá nhân khá bận rộn, nhưng họ vẫn dành thời gian để cùng mọi người sửa sang lại những chiếc xe trước khi được chuyển đi. Vì là xe cũ nên khá nhiều bộ phận không còn sử dụng được nữa. Do vậy, việc thay mới phụ tùng sẽ giúp những chiếc xe trở nên chắc chắn và an toàn hơn. Cũng mong là có thể góp phần cho chương trình mang những món quà ý nghĩa này mang đến cho các trẻ em vùng cao, vì cũng được biết là dự án thiện nguyện của mình là mang những chiếc xe lên Hà Giang để có thể giúp cho các bạn nhỏ rút ngắn quãng đường di chuyển từ nhà tới trường, qua đó góp phần cụ thể hóa giấc mơ của các bạn. Cùng với đó là mình có thể khiến phủ rộng cái giáo dục của mình ra cho các bạn ở vùng cao. Để chuẩn bị cho năm học mới, hoạt động của chính quyền và người dân phường Trúc Bạch cùng các tổ chức xã hội cùng nhau quyên góp để trao tặng cho các em học sinh vượt khó học giỏi là hoạt động rất ý nghĩa. Hy vọng rằng những vòng quay của bánh xe sẽ là nguồn động viên to lớn về mặt tinh thần cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tấm lòng cho đi sẽ đổi lại một nụ cười.